Thưa quý vị và các bạn, cùng với nâng cao chất lượng giảng dạy, thời gian qua trường Trung học phổ thông Kim Động luôn chú trọng định hướng nghề nghiệp và tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường cho học sinh, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Với học sinh ở trường Trung học phổ thông Kim Động, các tiết học chính khóa luôn được thầy cô và học sinh chú trọng, đặc biệt là việc để các em kịp thích ứng với sự thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp thi đại học. Đối với học sinh cuối khóa, ngay từ đầu năm học, trường đều có sự định hướng rõ ràng để nâng cao nhận thức cho các em chọn trường, chọn nghề cho phù hợp với trình độ sở thích và hoàn cảnh kinh tế của từng em. Ngoài ra, trường còn phối hợp với một số doanh nghiệp đến để tư vấn ngành nghề cho các em thêm nhiều lựa chọn khi ra trường. Thầy cô cũng nói là tùy thuộc vào cái khả năng của bản thân, gia đình, cũng như là nhu cầu của gia đình ấy, thì bọn cháu có thể, ví dụ như một số các bạn nhận thấy là năng lực mình chưa có đủ thì các bạn sẽ chọn là học nghề luôn để tránh việc là lãng phí thời gian vào việc là học đại học cũng như là cao đẳng. Còn những bạn mà năng lực cao hơn thì các bạn sẽ nghĩ đến việc là chọn những trường như thế nào, là trường top đầu hay là phù hợp với sở thích của các bạn ý. Nhà trường còn đưa cái chương trình hướng nghiệp lồng ghép vào trong các cái môn học, và ngoài các cái chỉ đạo về liên quan đến chuyên môn thì nhà trường cũng liên kết và các với trường đại học cao đẳng xung quanh địa bàn, các doanh nghiệp và các công ty đến trực tiếp nhà trường tư vấn hướng nghiệp cho các em. Các giờ học ngoại khóa, chào cờ buổi sáng hay sinh hoạt cuối tuần, các em học sinh đều được các thầy cô tuyên truyền các biện pháp để phòng chống bạo lực học đường. Nhờ vậy mà các em đều có nhận thức rõ ràng về tác hại của bạo lực học đường và chủ động phòng tránh. Có những vụ việc các em đã kịp thời thông báo với nhà trường để ngăn chặn gây ẩu đả vì có những lời lẽ hiểu nhầm nhau trên mạng xã hội. Trong các tiết sinh hoạt ở trên lớp thì các cô giáo viên chủ nhiệm hoặc là trong các tiết học bộ môn thì lồng ghép vào cái việc là để dạy cho học sinh về những cái cách phòng chống bạo lực học đường. Hoặc là hiện nay thì học sinh cũng có ý thức dần hơn về cái việc tránh những cái bạo lực học đường đấy bằng việc là tức là sử dụng phù hợp mạng xã hội này, không tụ tập để tránh gây ra những xích mích. Nếu như mà có gặp những cái trường hợp xảy ra những bạo lực học đường thì có thể chạy ra can ngăn hoặc là thông báo với cả người lớn. Do việc tuyên truyền tư vấn về định hướng ngành nghề nên những năm học qua, học sinh của trường Trung học phổ thông Kim Động luôn chủ động trong chọn ngành nghề để thi đại học hay học nghề. Bên cạnh đó, tỷ lệ học sinh của trường đánh nhau, lăng mạ trên mạng xã hội ở năm học này cũng không xảy ra trong nhà trường.